Anh chị thấy con mic này là như thế nào? Thấy là các ca sĩ là đều thường là những sử dụng những con mic như thế này đứng hát sân khấu hoặc là quay MV, quay top top gì đó cũng được. Đó. Rất là nhiều ca sĩ sử dụng mic như thế này thôi. Đó, như thế này luôn. Đây, và nó cần một cái con chân mic như thế này để mình gắn vào. Nó rất là đẹp, rất là thẩm mỹ với anh chị, nhìn nó rất là cổ điển luôn. Đây. Có một cái chân như thế này. Đó, mình gắn vào mình vặn lại. Đó, thì sẽ ra như thế này ha. À, nhìn cứ như là diva anh chị ơi. À, bác nào thích làm decor hay là làm về bên mảng truyền thông video gì đó thì mình có thể sử dụng con mic này làm ca sĩ rồi đó. Đó, cắn vào thì nó sẽ như thế này. Anh chị đứng hát, feel là thứ feel qua feel lại rồi nhìn nó cũng chuyên nghiệp hơn. Đó, và con mic này nó còn có thể hát karaoke được nha mấy anh chị. Ngoài làm decor ra thì nó còn có một cái đầu để cho anh chị cắm vào. Đây. Cái đầu Canon này để cho anh chị cắm vào lại mình hát karaoke luôn vẫn được. Mic này nó vẫn có thể là tác dụng nha. Đây, em đang có sẵn một cái cọng dây như thế này, sẽ lắp vào và đồng thời test thử chất lượng âm thanh cho anh chị nghe luôn nha. Đó, người thực việc thực luôn. Rồi. Đó, người thực việc thực luôn. Đó, gắn vào như thế này. Đó, rất là xích sao ha. Đây. Rồi ok. Đó, nó sẽ ra như thế này. Cái đầu còn lại á, thì anh chị có thể cắm vào loa hoặc là cắm vào mixer gì đó. Ở bác nào làm thu âm hay là làm gì đó thì có thể cắm vào mixer. Còn lâu thì mình có loa, có âm ly gì đó cứ cắm vào. Rồi, anh chị nghe thử tiếng chất lượng âm thanh của nó nè. Mic đẹp quá anh chị ơi, mic đẹp quá đi. Đó, bác nào mà làm quay phim rồi dựng hình gì đó, mình có thể làm con này làm điểm nhấn cho mình hát, nó sẽ đẹp hơn rất chi là nhiều. Mẫu mic này là mẫu mic là MT Max B1. Đấy, anh chị nào cần thì cứ để lại comment cho em và để lại comment cho em luôn nha.